được tha thứ và thứ tha, đó là mồ nhiệm rất khó hiểu. Chúng ta cần cầu nguyện, sám hối và xấu hổ vì tội lỗi mình. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thành lễ sáng nay tại nhà nguyện Ta. Trong bài tin mừng hôm nay, ông chủ đã tha nợ cho tên đầy tớ, nhưng tên đầy tớ lại không tha nợ cho người bạn. Như thế, tên đầy tớ không hiểu được mầu nhiệm của ơn tha thứ. Nếu tôi hỏi rằng, nhưng mà tất cả các anh đều là những kẻ tội lỗi. Vâng, thưa cha, đúng thế. Các anh có muốn được tha tội không? Nào chúng ta thực hành việc xưng tội. Và thế là bạn đi xưng tội. Nhưng rồi, bạn đi xưng thú tội lỗi với vị linh mục. Vị linh mục ban phép tha tội kèm theo lời khuyên đọc ba kinh kính mừng. Và rồi bạn ra về trong bình an. Nhưng mà bạn không hiểu. Vì bạn chỉ đi xưng tội giống như kiểu các nhân viên làm nhiệm vụ trong công sở. Vì bạn không xấu hổ vì những gì sai trái bạn làm. Bạn thấy một số điều trong lương tâm mình nhưng bạn đã sai khi tin rằng tòa giải tội giống như một cửa hàng giặt đồ để tẩy xóa những vết bẩn vấn đề ở chỗ bạn không thể xấu hổ về tội lỗi mình khi người ta nhận được ơn tha thứ của thiên chúa thì có sự biến đổi trong cõi lòng họ họ có thể ý thức được sự biến đổi trong tâm hồn mình hay là thay vào đó lại đi ra và tìm một người bạn để bắt đầu nói xấu về người khác và rồi tiếp tục phạm tội thực sự Tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi cảm thấy mình được thứ tha. Nếu bạn không ý thức được, không cảm nghiệm được rằng bạn được tha thứ thì không bao giờ, không đời nào bạn có thể thứ tha. Luôn luôn cần có thái độ tha thứ trong hành xử với tha nhân. Tha thứ là tất cả, tha thứ tất cả. Nhưng tôi có thể làm được như thế chỉ khi tôi cảm nhận được tội lỗi của bản thân, chỉ khi tôi biết xấu hổ và nài xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi ấy tôi có thể kinh nghiệm được ơn tha thứ từ Thiên Chúa là Cha, và rồi tôi có thể tha thứ cho người khác. Bằng không, chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ. Chúng ta không thể. Tại sao? Vì tha thứ thực sự là một màu nhiệm. Trong câu chuyện của bài tin mừng, sau khi được ông chủ tha nợ, người đầy tớ đi ra và bắt nợ người bạn. Người đầy tớ tỏ ra thông minh, nhưng lại không hiểu lòng hảo tâm của ông chủ, chúng ta cũng thế. Biết bao lần chúng ta ra khỏi tòa giải tội và cảm thấy việc xưng thú của mình. Nhưng rồi, khi làm giống như người đầy tớ, chúng ta không đón nhận ơn tha thứ, nhưng tựa như một thói giả hình đi ăn cắp sự tha thứ. Hôm nay, chúng ta được mời gọi đến với Chúa để xin ơn hiểu được tha 70 lần 7 nghĩa là gì. Để xin ơn biết xấu hổ trước nhan Chúa, đó thực sự là ơn rất lớn xấu hổ vì tội lỗi mình và đó nhận ơn tha thứ để rồi sau đó nhận ơn quảng đại tha thứ cho tha nhân bởi vì chúa đã tha thứ cho tôi quá nhiều chẳng lẽ tôi lại không tha thứ cho anh chị em tôi